Lại nữa, xá lợi tử vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, được tất cả như lai hộ niệm, vì được vô lượng thiện hữu nhiếp thọ, vì được thiện căn thủ thắng trụ trì, vì muốn làm lợi ích nhiều chúng sanh, nên cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Này xá lợi tử, vì ta thường vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nói pháp tương ưng trí nhất thiết trí, các đức như lai ứng tránh đẳng giác, trong quá khứ cũng thường vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nói pháp tương ưng trí nhất thiết trí do nhân duyên này các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đời sau lại sẽ cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột cũng sẽ vì người nói pháp tương ưng như vậy khiến đạt đến quả vị giác ngộ cao tột này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy thân tâm an định các ác ma vương và quyến thuộc của chúng còn chẳng phá hoại tâm cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột huống là đối với các người ưa làm ác khác hủy báng bát nhã ba la mật đa có thể cản trở tâm họ khiến cho chẳng cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân đại thừa ấy nghe ta nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này tâm đạt được sự hỷ lạc của pháp màu rộng lớn cũng có khả năng an lập vô lượng chúng sanh ở thiện pháp thù thắng khiến đạt đến quả vị giác ngộ cao tột này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nay ở trước ta phát thệ nguyện rộng lớn, ta sẽ an lập vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình, khiến phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ Tát, thị hiện dẫn dắt, khuyến khích, chúc mừng đối với quả vị giác ngộ cao tột, cho đến khiến cho được thọ ký bất thối truyền. Này xá lợi tử, Đối với thệ nguyện kia, ta rất tùy hỷ. Vì sao? Này xá lợi tử, ta quán sự phát nguyện rộng lớn của thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa như thế, tâm và lời tương ưng, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vào đời sau nhất định có khả năng an lập vô lượng trăm ngàn ước các loại hữu tình, khiến phát tâm đạt quả vị giác ngộ cao tột. Tu các hạnh đại Bồ Tát thị hiện dẫn dắt khuyến khích chúc mừng đối với quả vị giác ngộ cao tột, cho đến khiến khiến cho được thọ ký bất thối truyền. Này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy cũng ở trước vô lượng đức Phật trong quá khứ, phát thệ nguyện rộng lớn, ta sẽ an lập vô lượng trăm ngàn ước các loại hữu tình, khiến phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ Tát, thị hiện dẫn dắt, khuyến khích chúc mừng đối với quả vị giác ngộ cao tột cho đến được thọ ký bất thối truyền.